nhóm T, một nhóm T. Ống bùm bề không? Chỗ khô chỗ không? Lên bờ xuống bụng ha. Nè nó luôn này. Nó phải thả nó có kem đấy. Thả xuống đầu xong nó tuôn cho bần xuống á. Nó sẽ lượn. Lên xuống, lên xuống, lên xuống. Để mình vừa mới thẳng. Đường dài nè, lâu dài thả đấy. Vậy. Rồi bể ống chắc luôn. Bể đúng rồi, anh em đi lại ơi, đúng rồi, bể rồi. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Gần lì rồi. Đó, anh nhìn mới thấy luôn. Nó không đi được nữa, giọng nghe âm thanh lên nghe luôn vậy đó. Thấy không? Thấy bể ống không? Sụp ống. Đó nhìn thấy luôn nè, đó cái miệng ống đó, đó rồi thêm lần nữa ghi vô mạng. Rồi định vị đó đúng 9 mét luôn. Đúng 9 mét à? Đó. Nằm xuống ngay gõ bong bong mà. Rồi. Đấy cái định vị ra. Ông đây là ông nước gì vậy? Ông thoát nước của thoát nước tự hủy hầm phân á. Tự hủy hầm phân. Mũi chích hả? Mũi chích ngay ngón chân. Người quen đây thì hết bị bớ vậy. Gãy rồi. Thịt ống nó lâm lên là sao mà nó đội nguyên cái thằng lên luôn nè. Đó. Thấy cái mí ống không? Anh nhìn cái mí ống nó bể mà nó cơi lên trên luôn nè. Nguyên cái ống tròn, cái xong xuôi đến lúc đó là cái thằng ống nó bị đội lên. Đó để anh chụp kìa. Ngồi xuống chút mình quay lại. Trọng rồi, nó gần ở chỗ nào? Đây ha. Nó vô 9 mét. 9 mét hả? Nó đang còn rút ra quá vậy cơ. Nó sập ống gì vậy? Nó lên. Thì mình định vị nó nằm ở đâu để mình dỡ lên. Mà nếu mà có thay ống thì cảm thấy đất nhỉ. Y đang lành thì sao mà
thường nó không cầu làm gì hút cát, không thể nào hút cát được luôn. Ống cầu không bao giờ có một hạt cát nào đó, tại vì nó nói từ cái giữa cái hầm cầu để nó mát ra ngoài đây thì cát làm sao mà nâng lên nửa hầm để mà phải có cát quá vậy. Gần nghe bị dí hút hầm hả? Nhưng vì nó cắt nằm xuống nghe nó rõ cột vang gần đó. Cây nương cũng đỡ. Con sẵn dậy cho chiếc tôi kéo về đây cho con thôi.
Sập ống thì tắt nghỉ nào nhỉ? Đục cái này to to ra tí xíu. Nó kêu lấy cái búa dẫn cho cái này, cái lỗ này to ra đây chút xíu. Rồi. Rồi đây. Rồi. Rồi.